Alo Yến hả em? Ừ chị đây. Chị đang ở trong Văn Miếu em. Ừ. Sao hả em? Ôi đang nóng. Chị mặc váy, cháu mặc áo. Ừ, cháu mặc áo quần sóc, áo mayo. Ừ. Nóng năm nay hình như không lạnh, cứ mỗi hôm đầu tiên về 17 độ là lạnh nhất. Ừ. Có, bà nội cũng đang ở Văn Miếu Việt Long, bà xem xong rồi bà ngồi chờ. Bây giờ đến lượt Việt Long đi đi tham quan. Đây đang nhảy nhót nhót nhưng mà cứ đòi đi xem múa rối nước cơ. Ờ. Múa rối nước ở chỗ rạp Thăng Long hôm nọ cháu xem rồi, hôm chủ nhật cháu xem, hôm thứ bảy cháu xem rồi. Mà ngày nào cũng đòi đi xem lại. Cháu về đến hôm nay vẫn khỏe, phải